Và là Tasada Sitan. lên lên sáu mới có nghe liên quan. Có gì? Cuối hàng ngày á, À, Daily ngày thứ Quest hả? sáu, ngày Nhanh thứ lắm. sáu Mày chơi mày mày đánh đó. với tao mày thắng dèo dèo là nãy giờ thắng rồi, mày lên gấp 5 rồi đó. Này hình như mát là 30. Cứ mỗi lần nó cập nhật lớn á, nó nâng cái cấp độ lên. Mấy đứa mới chơi rồi sao chơi lại chạy. Cái này mới chơi á mà vô gặp đánh như thế này nè, bảo đảm mày khó chơi lắm, đúng không? Mấy bên kia là tướng nó mạnh hơn rồi tôi. Nó có mấy chiêu mở ra hết nữa. À thì đó, hồi lúc đầu tao chơi cũng bị vậy đó, vô gà mờ không biết gì trơn rồi còn yếu hơn nó nữa. Ý, nó cỡ con kỳ lân kìa. Dragon hả? Thôi ta lên trên. Lock này, cái kiểu lock này là nó giảm không đâu phải phần trăm đâu đúng không, mà là giảm cứ Giảm theo đam á, mấy chục đam nó là giảm hero basic attack 50%. đừng nâng basic là phát có đánh bao nhiêu đâu, này đánh kêu không à. Sao không để con Vala đi? Chạy lên rồi kìa. Con Vala đi mid. Tự nhiên hai người ta dài ở đây. Thôi mày lên với nó người ta đi mid chưa? Malfurion hả? Thôi vậy đi Malfurion đi. Tướng hỗ trợ. Control them and let loose the Dragon Knight. Căng. Cái đường trên này cũng căng thiệt. Bắn hụt. Activate the shrines and the dragon's power is yours. Lên hỗ trợ tụi bay. First blood. Quá dữ. Quay về mid đi, quay về mid đi. Mất rồi hả? Mất. Tại ở dưới nó chiếm lại rồi. Còn gì như địch. Lấy mấy cái chắc mà đổi nó làm gì cho anh nóng rồi. Nó bù lại ở trên. Lên, cần ta lên không? Chạy lên đi. Ta đang đánh dưới này rồi. Có hỗ trợ lên. Lily á hả? A hero has rejoined.
A hero has abandoned the battle. A hero has rejoined the battle. Thì tâm lâm hết trơn vậy. Đi lấy cái cạp đi. Tao đâu có solo nổi cam. Có. Đẩy đẩy hết mặt lính này rồi đi. Hero has abandoned the battle. Không có chiều để đẩy lính. Không có chiều. Địch chưa ra hết. A hero has rejoined the battle. Đánh đầy đánh. Ê, nó đánh mày kìa. Không biết đánh nổi chưa ta. Ê, lấy machinery, lấy rồng kìa, lấy rồng kìa. Mày lấy đi. Mày ít máu mày lấy đi. Quay lại lấy đi. Wow, chết mẹ mày rồi. Rồi đẩy. Đập cái cửa trước á. Kệ chủ bắn rồi hết đạn à. Đẩy tụi nó ra, có chiêu W là đẩy tụi nó, đạp tụi nó văng ra. Chần hết máu rồi kìa, chạy ra đi, mày trở về hình dạng của mày á, chạy ra đi. Chạy về đi. Chạy luôn đi. Làm gì ghê vậy? Dí một đạn luôn. Ôi, làm gì ghê vậy? Làm trời vậy? Ăn mercenary cam luôn. Chuẩn bị có rồng nữa đó. Ủa mày đang ngồi ở đâu mà ồn dữ vậy? Ngồi nhà. Ở trên lầu mà nghe tiếng lớn vậy luôn á hả? Ừ. Này nó nhảy. Ồ không lấy chất luôn. Wow. Quá trầu. Máu của mày là bao nhiêu? Tao có 1800 máu rồi, đâu có nhiều đâu. Con quỷ 3.000 máu luôn. Tùy theo nó là tăng hay không tăng thôi. Power gathers within the shrines. Unleash the dragon's wrath. Có tài, cái con Lulu nó hồi máu ghê quá. Ồ, tụi nó đâu hết trơn rồi, sao làm gì vậy? A hero has abandoned the battle. A hero has rejoined. Ê, chim. Rồi hên quá, chiếm được vừa kịp. Không ai hỗ trợ hết vậy.
Chết mẹ mất rồi hả? Không ai hỗ trợ tao ở đường dưới hết á. Ách mua ra anh đẩy ghê quá. Không thủ nổi. Nó có mơ kèm. Đẩy được, đẩy luôn đi, đẩy luôn đi. Nó đẩy đường dưới mình rồi. À, mới bị con chụp bóng dưới. Không thể chấp nhận được. Malfurion hay là Lily? Lily. Lily nó có chịu tạo con rắn đánh cũng đau lắm. Để đi chiếm cái bãi quái thì nó lại gì đóng vậy. Kệ nó. Kệ nó đi, đi đi lấy mơ mơ cam đi. Trời. Ê đánh kìa hả? Đánh, đánh. Ô tài. Enemy team dominated. Ổ điện đâu nhiều lắm mày, sống thoải mái này. Ba cháu á. À. Con Dũng qua hả? Đó, qua tuôn rồi. Thằng Dũng. Thằng Dũng qua hả? Ừ. Qua làm gì vậy? Nãy giờ mới 11 phút mà cũng giữ trận rồi. Thì đã. Chiếm chiếm. Ê ê ê, trời. Này làm lẹo vậy. Nó bắn nhỏ kia thấy ghê luôn. Rồi vô phụ cũng rồng đi, vô phụ cũng rồng. Con rồng đâu rồi? Tao cũng biết đâu rồi. Rồng chạy lên trên rồi. Kệ đi, mình đẩy hai đường luôn. Ủa mà có ổ điện ba cháu không? Tao có đầu chuyển à. Ủa mày nè, có tăng bắn xa dữ vậy. Si tăng mà. Ủa có nữa không? Cái này hả? Đã, được. Người ly này xung quá mày. Thì đó. Ủa ta chết mẹ rồi. Chạy chạy. Chạy được. À ha. What. À dòng lại. Chạy làm chạy gì lại. Tụi kia tới rồi. Mày solo được mà, solo đi. Lên cấp này là solo đủ rồi. Ủa đẩy kìa. Trời ơi, Lily hồi máu kìa. Nó hồi máu tập thể hả? Cái cục đó chỉ hồi máu được một đứa à. Nếu mà nó nâng cấp lên đó thì mới hồi máu được hai đứa.
Ủa nó chiếm mơ kem quá, mình không chịu chiếm. Trời ơi, dẫn đi chiếm đây. Ý, chết mẹ mày rồi. Máu Furion, máu Furion. Vì nó máu lại. Cái con nào tạo cái gì? Con trainer á, trainer tạo cái đó đó. Mà bển tụi nó có ánh Mozan cũng có tạo tệ quá chừng luôn. Tàng hình con ơi. Rồi hay quá. Chạy được rồi. Ấy, tụi nó hả? Hay mình? Không ai quan tâm hết. Machinery cam nó đẩy dưới kìa. Để kiếm mấy trên này kìa. Tại tao giết Machinery cam nữa tao mới ra được. Rồi. Tụi bọn luôn. Ấy. Còn Nova đánh gì cách liền vậy? Hả mẹ nó bự gì mà nó cười không nữa. Ờ nó đã đẩy boss kìa. Cũng sẽ đụng chơi này mà. Nãy giờ giờ còn có mình nó đánh liên minh mà. Đánh cái này xong hết muốn đánh liên minh luôn á. Tao tính đánh đâu bà. Ba hai. Mày rảnh. Thế là mới có người cài chơi. Đánh Dota 2 thêm mệt chứ làm gì rồi còn phải deny nữa. Không nào lên trên top hết trơn vậy. Vậy tao lên top nha. 15 phút bây giờ thôi. Khi nào mới thắng. Tụi nó đang kéo lại á, nó bằng ừ, cấp với mình rồi kìa. Mình lên cái nước trời. Vậy là cái này quan trọng là comeback rồi. Không có hợp đúng không? Chứ là đâu có dựa vô đồ. Cái gì cũng không bằng hết chứ. Đâu dựa vô cách mày nâng điểm nữa. À, bao nhiêu level là hết? 20 level. Cái cách mày nâng điểm cũng ảnh hưởng tới cái con tướng mày mạnh hay không. Gì vậy? Ủa Asada là gì? Support. A hero has abandoned the battle. Không ai phụ tao hết trơn vậy? Nó trưởng ghê quá. Chết mẹ tôi. Hát con cậy nó đánh mạnh dữ vậy. Malfurion. Hay là free hoàn toàn tạo lập đó. Ủa mà giờ mày không có. Không biết nó trò chơi gì ta. Ừ, Dũng nó vô mở gì? Ờ, ý là được mời cái chơi. Ừ. Đúng không? Này lô beta. Tôi mời thì ngay từ đầu, hồi đầu á, mày có đăng ký beta test là nó cho mày chơi thôi. Mày có đăng ký không? Không đăng ký thì cơ hội chơi hơi bị khó. Không có lấy đạt, bạn có chơi cũng được. Nó chơi thì vô quốc. Vậy sao chơi ba đứa được? Để tao lấy máy, tao đăng ký beta hiểu rồi. Ở đây cái cuối tuần nó mới toàn máy được.
Nhưng chơi Dota làm chi? Tại vì tao thấy mấy ví dụ mà công ty có nhiều người chơi, cứ chơi thử. Lâu mấy yếu chơi đâu nổi đâu. Rộng đi đâu vậy? Rộng lên đẩy đường trên á. Mục tiêu của nó là quất cái nhà như cái mền nó mới chịu. Ê, con ảnh đồ ra nó cũng là tăng hết rồi. Thế cũng cứng quá trời. Không đâu. Giữ người khắp nó rồi kìa. Thì nó có hội trình. Con hàng ra đây. Nó nhảy rồi kìa, nó nhảy rồi kìa, đánh nó. Mày đánh lên với con mấy cái giọt mát đã thấy người nghèo rồi. Ừ, ra, ừ, ra lấy cái. Ủa tao nhớ có cái gì tàu gì đó mà mày nhảy tạc rồi tùm lum lắm mà. Chết rồi. Vậy là mỗi mỗi cái đó là ăn màn hả? Vậy rồi. Miếng về được luôn hả? Miếng về không nghĩa lý gì, chỉ hồi máu thôi. À. Ê, nó chiếm mercenary camp kìa. Có con nào lôi bị tổng ra khỏi liên minh không? Nói giờ nó thấy nó trẻ trâu lắm rồi đó. Nó làm gì trẻ trâu? Quá chơi quá chửi rồi quá bỏ chơi chửi tao luôn. Quá điên rồi. Á giật mình luôn á, thấy bạn mình luôn á chửi mình tính queo à. Ê mày làm gì vậy Thạch? Đứng hết đi chứ. Anh mà lại quá xong rồi cũng được. Nhanh 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 đi. Đẩy giữa kìa. Ra đánh luôn, chạy đâu hả? Chiếm chiếm cái machinery camp kìa. Đẩy lính đi, lính đẩy lính đi, sắp thắng rồi đó. Ủa cái rồng ra đây kìa. Rồng của nó chết. Lên ngựa đi, lên ngựa, chạy chó lẹ. Rồi giết Mafia Ren trước. Giết thằng đó luôn, giết thằng đó luôn. Đẩy nhà nó. Căng không kịp đẩy nhà nó. Hãy lên chiến bãi quái. Chưa có bãi quái bên mình mới có. Nhà nó màu vàng mới có hả? Nó lên cái cờ đó mới có. Công thành của đó. Công thành. Đó bể cửa rồi, xong vô. Nhà như cái mền rồi. Đó.
Ê, nó nhảy trong đây nè, không ai đánh nó. Chết tao rồi, chết tao rồi. Tại vì mày chạy xa quá mày. Mày chạy xa quá à. Em đang lý thuyết á. Lấy cái cuốn tập hay là giấy á, mô hình lại. Có nghĩa là không cần phải viết cái giọng vậy như vậy. Không thể nào phân ra đó không? Dễ như sơ đồ á. Dễ dễ kéo ra, dễ mới dễ nhìn. Thấy không? Mình cái bằng lên rồi. Bởi trận này hơi bị lâu. Trận này á, quy vô trong người UB cho em mở công phát. Một trận bao nhiêu người tham gia? 5 năm. Nào lép cho em cho anh vô liên tục được. Trời ơi, nó hồi quá trời á. Trời ơi, nó sẽ lăn nữa kìa. Rồi, nó chiếm được Dragon Knight rồi. Lên hạng Dragon Knight liền. Không có ai hết trơn vậy. Bài. Nhả cái mền rồi. Có chừng nhà mình cũng sắp thành cái mền rồi đó. Bây giờ là tới lúc ai cũng mạnh hết rồi, cuối game rồi. Quá trà kêu. Này nó không tính này nhé. Quốc nhà nó, quốc nhà nó. Tụi nó không ai là thủ hết là được rồi. Có cái lớp giáp nữa. Rồi tăng đi. Thắng. Thắng. Oh yeah. Được nhiều điểm thật. Hai liên quét để có này kìa. Lay ba game sport. Vậy bà này có level ở ngoài nữa hả? Quá dữ. Ồ, một trận thắng được 230 mấy ngàn điểm luôn.